Ok, xin chào tất cả các bác nhé. À, chúc mừng các bác, đây là đang nội bộ karaoke khoảng 21 triệu đồng. Hiện tại đang nhắc cho bác khách ở Thái Nguyên à? Ở Lục Ngạn Bắc Giang. Ở Lục Ngạn Bắc Giang các bác nhé. Trên chuyến xe Đình Lộc. Ở đây là Mikodo. Mikodo này em đã giới thiệu các bác rất nhiều rồi, rất là hương minh. Các bác nào hát một bài phát là ứng luôn. Hiện tại đây là đang ở chế độ 1, chế độ intro các bác nhé. Intro dài này để cho các bác dễ hát hơn. Chế độ 2 thì là chế độ hôm nay xong hết rồi, tình bạn sống trong nó sẽ có 3 chế độ. Bác xem video bác bấm 1 là hát intro, 2 là giọng hát khá, 3 là giọng hát ca sĩ các bác nhá. Bác nào giọng thuốc nào bấm 1 lên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Mà đang chạy qua chiếc đẩy GM4, các bác có thể vã thêm 2 đôi loa nó vẫn ok. Con này chạy mạnh nữa, 800 nó rất là khỏe. Bộ này là bộ thứ 3 sử dụng loa Lexo trong ngày hôm nay rồi. Và những đôi loa 6120 là những bộ âm thanh này em đã tuyển chọn rồi, là các bác mua về là chắc chắn 100% hay không hay cho các bác trả lại. Đặc biệt là về phần tiếng mic cực kỳ sâu, sáng tiếng, hát rất là nhẹ. Lexo PS 15. Các bác có thể to nhỏ điều khiển này. Ok, và bạn kỹ thuật viên sẽ bật cục trầm lên. Test cho các bác một bài nha. Rất là nhiều bộ karaoke trong ngày hôm nay rồi. Samsung AI Eco Purple với ngăn giặt xả tự động, soi đồ mình thông minh vì nước giặt xả. Kênh của bên em. Bộ này là 21 triệu, mong các bác đăng ký kênh và chia sẻ bài giúp em có nhé. Em luôn ra những sản phẩm hay và chất lượng nhất ở trong tầm giá và gửi đến cho tất cả các bác ạ. Bộ karaoke rất là chuyên nghiệp, vàng số rồi mic này của nó cực kỳ ấn tượng luôn. Anh em 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Lên 1 2. Trò cực kỳ dày các bác nhá. Quá hát không bao giờ sợ mệt. Ok, và em cũng xin được kết thúc clip tại đây. Hẹn gặp lại tất cả các bác ở trong video clip lần sau.